Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây STATMP S Camo, một cái khẩu súng các bạn có thể nhận free trong cái tích lũy nhận game chờ phiên bản mới. Đây các bạn đăng nhập 7 ngày thì các bạn có thể nhận được cây này. Và theo những thông tin của VNG thì nó sẽ được update lên khẩu Dual TMP. Cái khẩu này thì khi các bạn nâng cấp lên thì nó sẽ thành STATMP SS, tức là cái khẩu này chính là cây TMP Ares ấy. Thì từ cái khẩu TMP Ares này các bạn có thể nâng lên là Dual TMP Royal gần hay sao ấy. Rồi thì quy trình nó như thế thôi, còn mất bao nhiêu tiền thì mình còn chưa rõ. Chỉ có cái dòng là TMP mới nâng lên được thôi nha, còn mấy cái dòng grid như thế này thì thực sự là không lên được. Và mình sẽ săn zombie cùng với cover cho mình là cây CB Transformer, một cái dòng súng phụ mà có thể cover cực kỳ tốt trong zombie nha. Mình đính chính lại là cực kỳ tốt, tại vì đàm rất là to. Khi các bạn bất chấp nếu mà bị hết đạn trong lúc đi săn thì các bạn lôi nó ra và các bạn đấm mồm ấy, các bạn luyện tập đấm mồm zombie thì các bạn chỉ cần dí vài phát thôi là cái con zombie đấy sẽ chết ngay. Rồi cover cho mình tiếp nữa là cây rìu BCEC Best. Rồi cây rìu này là rìu VIP 2, chắc chắn ngày mai thì anh em sẽ nhận được 10 ngày. Rồi ok thì mình sẽ vào quẩy luôn nha. Ok con dê, tất cả cút cút hiện ra để cho ân thể hiện. Hôm nay thì mình sẽ săn zombie trong cái map và bệnh viện ma. Ủa gì đấy, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bắn veo mồm. Rồi gì đấy, thôi hôm nay thì mình sẽ cố gắng săn zombie trong cái map này. Tại vì map này cực kỳ là khó săn. Săn thì săn ở được phía trên thôi, còn phía dưới thì thực sự là nó hồi sinh linh tinh lắm. Săn dưới đấy thì chỉ có hai chữ khám lọ. Bạn ơi chạy đi, lên đây mình cover cho, đừng chạy dưới đấy. Kiểu gì hai thằng này cũng sấp màn này, thế luôn. Thôi bắn cover thôi, chứ biết là không cover được rồi. Đấy, có sai đâu. Ấy mình nói không sai, không bao giờ chạy zombie dưới đấy được. Cho dù bạn pro cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng thế thôi. Tại vì cái map là bản chất của nó là như thế rồi. Gì đấy, solo luôn. Trời ơi, ăn dân chơi mà sợ mưa rơi này. Rồi, thiên nhiên hủy diệt, đứng cầm bom không biết làm cái gì. Em dưới này cơ. Cái gì đấy? Úi trời. Rồi, thằng tiếp theo. Sợ quá anh em ạ. Hồi dưới này cứ sợ cái bài nó chém linh tinh, mình tự dưng lại sấp mặt. Đấy, tao sợ mày quá cơ. Thằng cuối cùng. Úi trời. Hero giết tôi, bảo không đánh. Cái gì đấy? Đùa. Cái này map zombie thì không đánh, không chém thì chả nhẽ để zombie nó càng sấp mặt. Rồi mấy gặp mấy thanh niên chắc là đang chơi trò cái gì đấy rồi. Yêu nhau cởi áo cho nhau, ghét nhau trợn mắt, áo đâu mặc vào. Tất cả cút cút hết ra. Ủa map này di chuyển nó không được mướt lắm đây, khá là giật lag. Hiện tại thì mình cũng đang chơi bằng 3G. Thì thực sự nếu mà anh em có wifi, anh em bắt wifi mà chơi chứ đừng có chơi 3G chơi nó thốn lắm. Lâu lâu nó giật một phát là các bạn cứ sấp mặt trở lên thôi. Đấy, ăn hai chữ khắm lọ vào mồm. Đấy, cận chiến đi. Phòng này toàn khẩu STATMP Camo thôi ạ. Hôm nay cây này mà. Bảo sao, khỏi lên đấy. Tại sợ chúng mày quá đấy. Nếu các bạn chơi 3G thì các bạn săn zombie các bạn tránh xa xa một tí, tại vì nó sẽ có một cái độ delay. Nếu mà anh em chơi không đấy. Biết ngay thằng đấy lấp ló ở phía dưới rồi. Không ngờ nó lao lên như thần ạ. Sao kìa. Ủa thôi, xin lỗi bạn. Đừng. Rồi lại ăn óc đổ vỏ nữa rồi. Thằng kia nó gào bạn, các bạn đừng có nhìn mình. Mình là người vô hại, người vô can ở đây. Sao lại nhìn mình bằng cái ánh mắt thèm thuồng? Lại đây. Này đi. Thèm thuồng ấy. Cái gì đây? Thằng này bóng trâu nhở? Rồi hay lắm đêm à. Bạn cứ lại đây, mình sẽ cho bạn ăn một đao. Đường nào cho bạn thoát bây giờ? Lại đây nào, cưng. Này đi. Úi dồi ôi, thằng khác nó lại hiến. Phải thằng Tơ kìa. Tơ ơi, chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Này đi. Cái này tao lại sợ mày quá đấy. Lên đây. Lên này. Cái điện mệnh chém không trúng này. Yếu rồi bạn ơi. Bạn yếu lắm rồi. Hồi thế mà còn nhây. Úi dồi ôi, thằng này cũng nhây phê đây nhỉ.
Rồi mình yêu máu rồi. Một pha mà solo không được đây. Rồi mình cảm giác rất là khoai. Anh Tơ ơi, à anh chết nhầm. Anh Hero kia ơi, lại đây cover mình với. Thế mèo là thằng này nó tính hấp riêng mình này. Tiêu rồi. Thất tình tự tử đu cây mận. Cây mận rung rinh ngã cái huỳnh. Nào ngờ dưới đất toàn nào ngờ dưới đất cây đinh nhọn. Không chết vì tình, chết vì đinh. Vờ lờ. Rồi, không biết là nên đứng chỗ nào đây. Tại vì cây TMP thì mình nghĩ là không nên đứng một chỗ. Rồi, đứng một chỗ thì quá là bình thường. Tại vì TMP là một cái khẩu súng đi săn. Mình đứng một chỗ thì nó sai thật luôn ấy. À, các bạn cầm Gatling hoặc cầm 3Z thì ok. Cái đấy có thể chấp nhận được. Nhưng nếu các bạn cầm một cái loại súng khác mà đứng thẩm du thì thực sự là nó quá là chướng mắt rồi. Đúng rồi. Đông quá. Rồi, thôi xong rồi. Chết bớt đi. Hay lắm. Đúng rồi. Hay lắm. Thằng cản hay lắm. Bạn ơi, bạn hay lắm. Rồi mình té đây. Này thì hay. Này, tao sợ mày quá đấy. Ôi, thôi. Ôi, từ từ nào. Ơ, có hero ấy. Rồi, cứ tưởng là mình chết rồi. Đấy, hay không bằng hên. Anh em nói mình, thấy mình nói chuẩn không ạ? Hay không bằng hên đấy. Cái hên nó, đấy, thằng kia chết rồi. Không chạy đi. Đấy, móc này. Rồi, ôi, thằng Tơ. Hay lắm thằng Tơ. Lại đây. Yếu rồi, thằng này mắc yếu rồi, phải chém ngay mới được. Tơ là phải ăn ngay cho nó nóng. Éo sợ. Nó cấu tầm mà hình như là 4-5 nghìn máu luôn. Rồi hai thiên nhiên giúp non đang bắt cua. Này thì bắt cua. Lại đây. Ta sợ mày quá đấy. Lách này. Rồi chém hơi chậm. Đúng rồi. Bắt cua. Ở chết trên không. Một cái chết cực kỳ viển vông. Đây. Hớp hàng. Hớp hàng. Thiên nhiên hớp hàng ở đây. Đây. Đúng rồi. Lại chết rồi. Rồi thất tình chết. Úi ôi, biết ngay. Có sai đâu. Thất tình tự tử đu dây điện. Điện giật tê tê chết từ từ. Đờ mờ. Không thể tin được. Mình toàn chết những cái pha mà chết thất tình không à. Và bây giờ chết cho những cái pha mà nó đẹp đẹp tí ấy. Chết thất tình nó bụt cười lắm. Ủa tớ ơi, đừng nhá. Phải lướt mới được anh em ạ. Bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh, tự tin khoe cá tính. Ủa ơi, tớ. Bình tĩnh không được anh em ạ. Thực sự pha đấy nó rất là run. Rồi, may mà không chết rồi. Rồi số nó hên mà. Chết sao được. Rồi đời nó, tôi nó hên lắm. Ôi sao. Ôi vãi nổi. Vãi chạy không được. Hóa ra có con Zubai đứng phía sau. Nhưng mình không thấy. Rồi quá là xui. Trong cái xui có cái hên. Tự dưng bị con Zubai cản đường phía sau. Chắc là nó đang trôn. Nhưng không ngờ nó không cào được mình. Đến phút chót thì nó cào. Rồi quá là dại. Dại gái không phải là dê. Dại gái là cho biết mình mê đàn bà. Ơ cái điện mây. Dạy gái không phải là gà. Dạy gái chứng tỏ mình là đàn ông. Đấy. Rồi một pha mắc dại. Ham độc các kiểu. Dạo này săn hơi bị ngáo một tí. Cái gì đấy. Tớ ơi. À chết nhầm. Hero ơi. Lại đây nào. Tớ đâu rồi. Nhanh lên không tớ kích. F11 kích giờ. Phải chờ thằng tớ lâu quá anh em ạ. Thằng này lề mề cực quá. Siêu lề mề. Hăng thế. Này yếu máu rồi. Lao vào làm cái gì. Rồi thiên nhiên nguy hiểm của năm. Yếu máu rồi. Vẫn lao vào. Rồi cái này gọi là chơi liều mạng. Thiên nhiên đang chơi theo kiểu là ông vua cũng thua thằng liều đấy. Nhưng bạn yếu quá. Không liều được. Liều ăn nhiều ấy mà. Rồi cút ra. À sẽ là người cầm tơ. Hay quá. Rồi mình không phải là người cầm tơ. Rồi cuộc sống này luôn luôn là gặp những thứ hên như thế này thì nó vui phết. Rồi mấy thanh niên này hình như lúc nãy cầm toàn cầm zombie. Đen cho mấy bạn rồi.
Đấy, các bạn nếu mà các bạn cầm xuống đi săn hoặc nếu mà muốn nhiều zoom bay một tí, các bạn đứng chặn ở cái cầu, ở cái những cái đoạn đầu ấy, có thằng kia chặn cầu ấy. Đáng nhẽ là mình đứng chặn cầu nhưng thấy thằng đó chặn rồi nên mình không chặn nữa. Thực sự mà đứng chặn cầu như thế thì rất nhiều zoom bay hiện lên và team zoom bay nhanh chóng tụ họp rất đông. Rồi, trời ơi, đấm mồm như thế này và làm sao sống được. Rồi, thay đạn cũng khá là nhanh, nhưng mình đánh giá không cao tại vì cây TMP Ares thì nó mạnh hơn, tại vì nó hai dòng SS mà. Cái này sau này các bạn có tiền nâng lên, úi rồi nhanh quá. Các bạn có tiền nâng lên khẩu TMP Ares thì tuyệt vời. Hồi trước thì có cái sự kiện nạp 50k hay là 10k gì đấy là các bạn có thể nhận được vĩnh viễn luôn rồi. Nhưng hình như là ít người. Ơ, đi luôn này ấy. Và mình sẽ kết thúc clip này, các bạn xem nếu thấy hay quên like subscribe kênh của mình nhé. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.